Leatherface lấy xe tải của Tinker và đuổi theo họ. Benny nói Misen hãy chạy vào rừng để mình chặn đường hắn. Anh ấy chĩa khẩu súng về tên sát nhân nhưng nhớ ra nó đã hết đạn, thế là chiếc xe tải lao thẳng qua Benny. Khi thấy anh ấy đã nằm phía bên dưới chiếc xe, Leatherface bước ra, lấy cái cưa máy rồi đuổi theo cô gái. Thì ở phía này, cả Tech và Benny đều vẫn còn sống. Hai người lao vào sống còn với nhau và phần thắng đã thuộc về Benny khi mà Tech đã bị biến thành ngọn đuốc.